Xin chào các bạn, tôi là huấn luyện viên Quốc Khánh đến từ kênh Kỹ năng bóng rổ. Tiếp theo series của Trung Phong, tôi sẽ giới thiệu với các bạn các kỹ thuật đánh trung phong ở vị trí hai post. Nào, chúng ta cùng vào sân tìm hiểu. Động tác đầu tiên ở vị trí high spot đó là động tác xoay người thuận ném để đối phó với những đối phương thủ ở trong và để mình một khoảng cách, tạo một khoảng cách sau khi nhận bóng. Sau khi nhận bóng, xoay qua và đối phương thủ một khoảng cách hơn một cánh tay, thì khi này chúng ta sẽ thực hiện xoay qua và thực động tác ném rổ. Ở động tác thứ hai, sau khi đối phương biết chúng ta ném tốt, lấy chỗ xin bóng, giáp lại, lên động tác ném, đối phương tiến lên thủ sát, thì chúng ta thực hiện động tác bước đôi tấn công qua người. Tương tự ở hướng ngược lại, xin bóng, xoay, giáp, tấn công. Ở động tác thứ ba ở vị trí high spot, chúng ta sẽ xoay ngược người, nhá, sáp và đột phá hai bước lên rổ, dùng để đối phó với những trung phong to nhưng mà chậm hơn mình. Đây là các bạn theo dõi. Nhận bóng, xoay lại ngược lại, phát, sáp, sau đó đột phá qua người, hai bước lên rổ. Tương tự ở hướng ngược lại. Bên phải, phát, sáp, đột phá, hai bước lên rổ. Đây là cái đó thực hiện. Ở động tác thứ tư, sau khi chúng ta lấy chỗ xin bóng, xoay ngược người lại, sáp và tấn công, đối phương vẫn chặn được trước mặt, thì chúng ta sẽ thực hiện động tác spin move, xoay người lật vào phía trong và kết thúc rổ. Tương tự ở hướng ngược lại, chân trụ là chân phải, sáp, tấn công, đối phương chặn ở phía trước mặt không thể nào di chuyển được, thì chúng ta sẽ thực hiện động tác lật người, xoay người vào trong, spin move vào trong để kết thúc rổ. Đây là cái đất thực hiện. Ở động tác vị trí thứ năm là về vị trí high spot, sau khi nhận bóng xong, giáp, tấn công, đối phương bắt bài lùi vào trong, chúng ta sẽ đọc tình huống và chúng ta thực hiện động tác nhanh thả rổ. Đây là cách thức thực hiện. Ở động tác tiếp theo, sau khi chúng ta lấy chỗ xin bóng, nhận bóng, thế này đối phương thủ rất là sát, thì chúng ta sẽ thực hiện động tác xoay nhanh cùng chiều với chân trụ bằng cách hạ thấp trọng tâm và xoay nhanh. Kết thúc rổ. Tương tự ở hướng ngược lại, sau khi nhận bóng, quan sát đối phương thủ sát, hạ thấp trọng tâm, xoay người cùng chiều sát. Ở động tác thứ bảy, chúng ta nhận bóng, xoay nhanh, nhá người, phát, đột phá, nhanh lên rổ. Tương tự ở hướng ngược lại, ống, phét. Để các bạn có thể trở thành một vị trí trung phong tốt thì các bạn phải nắm vững các kỹ thuật một cách nhuần nhuyễn ở vị trí low spot, ở vào vị trí high spot, thì để khi các bạn thực hiện các bài chạy phá liên phòng hoặc 1-1 sẽ khiến những hàng phòng thủ phải co cụm vào ở bên trong, sẽ tạo thêm nhiều khoảng trống cho shooter ở bên ngoài
coi đang thực hiện ném rổ một cách tốt nhất. Hãy nhớ nút like và biểu tượng chuông để nhận kênh thông báo từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.